Chưa yêu ai hả? Chưa yêu ai? Dạ. Thầy dạ. Thầy có tương tư người nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa có cảm giác thương ai mà dạ. Hay là lo học không à? Lo học như là làm ủng quá em. Sao phí vậy? Thấy bên kia trông trắng quá em có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Gì ngại? Vậy tôi phải phá thái chứ. Trời ơi, tôi chưa có quen người nào trên. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thành Lộc, giờ sinh năm 1995, quê An Giang, hiện đang sinh sống tại Bình Tân ạ. Thành Lộc hả? Dạ vâng ạ. Trời, tên nổi tiếng quá ha. Dạ vâng ạ. Thành Lộc làm công việc gì vậy? Dạ hiện tại em đang là cộng tác viên cho công ty chuyên về logistics á, khu vực Sài Gòn. Nhưng mà cụ thể là em làm gì Lộc? Nhân viên giao hàng ạ. À, nhân viên giao hàng đúng không? Dạ vâng. Rồi mời nhà gái. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả ạ. Em tên là Võ Thị Thu Hằng, năm nay em 27 tuổi, em đang làm kế toán ạ. Làm đâu Hằng? Ở đâu cưng? Dạ, em làm ở Bà Rịa ạ. Bà Rịa hả? Ôi, thế mình sống ở đâu? Ở Bà Rịa luôn hả? Dạ, ở Bà Rịa luôn chị. À. Nhà gái có ưu điểm gì chia sẻ cho mọi người biết nè? Ưu điểm của em thì dễ hòa đồng. Khi mà làm một cái việc gì đó thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Em cũng biết làm một số món bánh. Nhưng mà em thích món nào thì em sẽ tìm hiểu và em làm. Rất là nội trợ. Nhưng mà chỉ là khi rảnh thì em làm thôi chứ không có thường xuyên. Với lại nấu ăn thì cũng không có dịp nấu thường xuyên. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì có lẽ là em cũng ít nói. Với lại ví dụ như có một cái vấn đề gì đó thì em hay giữ trong lòng. Ủa, em hòa đồng mà em ít nói là sao? Dạ, ý là khi một vấn đề đi làm đồ thì em rất là hòa đồng với mọi người. Nói chung là làm khi vui thì mình vui, còn trong công việc thì em cũng nghiêm túc lắm. Dạ, cũng khắc khe trong công việc. Cười giữ hòa đồng được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ vâng. Rồi em trai. Dạ, em cũng có một số ưu điểm là em là người hướng ngoại anh. Là luôn mang trong mình năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng này kia. Được. Dạ. Anh thấy cái năng lượng em nhiều đó. Dạ vâng ạ. Em thì là biết nấu ăn cơ bản, biết quan tâm chăm sóc người khác. Vậy là tốt. Biết quan tâm chăm sóc người khác là rất là tốt luôn á. Dạ vâng ạ. Có cái điểm gì mà em cảm giác mình hơi yếu không? Dạ, nói chung là em sợ máu anh. Sợ máu? Dạ vâng ạ. Không sao. Dạ, có nhiều người bị lắm. Có gì nó khác nữa không? Với lại em hơi nóng tính. Người như em mà nóng hả? Dạ, ông ý nóng là khi nào mà gặp chuyện thật bức xúc lắm luôn em thì nóng bức tính. Bức xúc thì nóng lắm em làm gì? Dạ, em đập bàn đập ghế này kìa. Có đập người không? Dạ không ạ. Em đó giờ ít tiếp xúc vật lý với ai lắm. Rồi, tình duyên. Tình duyên nhà gái như thế nào? Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai hả? Hả? Chưa yêu ai? Dạ. Sao vậy em? Dạ thì trong quá trình đi học và đi làm thì cũng có nhiều người là muốn làm quen với em, cũng tấn công với em, nhưng mà em giống như em sợ yêu á. Sợ yêu hả? Dạ. Mà nào giờ em có thích ai không? Dạ chưa ạ. Không thích ai luôn á hả? Dạ. Lúc đi học thì có những bạn nam tấn công á thì mình chỉ giữ ở mức bạn bè thôi. Đi làm rồi thì cũng có một số trường hợp, nhưng mà tại do em lúc đó là em chưa có nghĩ đến chuyện yêu đương và cưới. Nhưng mà mình có tương tư người nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Chưa có cảm giác thương ai mà. Dạ. Hay là lo học không à? Lo học như lo làm. Ủng quá em. No. Sao phí vậy? Bên đây nhà trai nghe phái phái rồi đó. Chào nhà trai. Sao thấy bên kia trông trắng quá em có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Gì ngại? Vậy tôi phải phái phái chứ. Trời ơi, tôi chưa có quen người nào hết trơn. Dạ. Em yêu mấy lần rồi? Dạ em thì quen được một lần, được khoảng 6 tháng. Khi mà quen là lúc trước là công ty cũ, là em làm ở trong văn phòng, còn bạn ấy là nhân viên của tiệm photocopy á. Rồi sao chia tay? Thì cũng đi ăn đi chơi được mấy lần, xong rồi bạn ấy nói em thuộc dạng là quan tâm quá, bạn thấy ngập ngạt nên chia tay. Trời ơi, thế phụ nữ không khó chịu không? Khó chịu quan tâm thì không quan tâm thì cũng nói, mà người ta quan tâm quá thì cũng nói. Dạ. Khổ gì đó.
Rồi được rồi, tôi qua tôi hỏi người này có thích quan tâm không? Chào em gái. Nhát quá hả? Nắm tay bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Nghĩ người ta còn không nghĩ tới nữa, ở rồi nắm tay. Có khi nào bị hung lén lần nào không? Dạ không ạ. Mình có hung lén ai lần nào không? Dạ không. Hung gió có không? Dạ không. Hung trong mơ có không? Dạ không. Tâm sinh lý cũng bất ổn quá hả? Không có thích gì khác giới luôn hả? Dạ thích khác giới ạ. Bạn thân của em cũng đặt câu hỏi cho em là em có thích con trai không? Nhưng mà em khẳng định là em thích con trai. Người này lạ nha. Ừ. Tuổi cũng lớn rồi mà cũng chưa có cảm giác gì yêu đương. Tôi lo lắm. Chưa cảm giác gì với người khác giới trơn á. Vậy thì có cái bây giờ mình nghĩ là hình dung cái người yêu của mình nó sẽ như thế nào không? Em thì thích mẫu bạn trai là ấm áp, biết quan tâm bạn gái và thật lòng muốn quen em. Hồi đó giờ coi phim ảnh này kia hay coi các chương trình này kia trên truyền hình này kia có thấy cái mẫu hình lý tưởng nào mà mình thích không? Dạ cũng coi những bộ phim tình cảm á, thì nam chính em thích lắm. Cái em tưởng tượng mình cũng là nữ chính. Đó, vậy là có nha. Tức là nó chưa gọi là bước phá lên một cái điểm mới thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi một mình ạ. Thôi cứ đi cùng mình luôn. Trời ơi, không có ông nào đâu thiệt. Trách nhiệm tôi nặng nề quá. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Dạ em xin chào MC và khán giả cùng với bạn nữ. Em là Hiếu, bạn của Lộc. Em thấy Lộc nó cũng hơi nhát về vụ chuyện gái á. Bạn nữ thì xinh. Em chỉ có một câu là trên đời này á, mình gặp rất là nhiều người, nhưng mà để cái người để mình mở cái duyên ra thì không phải lúc nào cũng có cơ hội. Cho nên là qua đây cái nút bấm không thể hiện được là hai bạn sẽ yêu nhau không, nhưng mà đó là sẽ hai người cho nhau cái cơ hội để mở cái duyên của mình ra. Và mong là hai người đến với nhau bằng cái trái tim rung động của mình. Dạ xin hết. Cũng lời lẽ dữ lắm ha. Ừ, có bồ chưa em? Dạ chưa, em còn bé. Em có bồ, chưa có bồ mà em nói gì. Nói mở cái duyên nói kinh nghiệm ghê vậy đó. Rồi bây giờ mở rào nào, 2, 3 mở rào. Tấn công đi Lộc. Cái mũ rồi tặng em sẽ đeo luôn được không? Chưa chi tặng chiếc vòng cầu hôn. Tôi đố ông đeo vô được á. Ông rung á, hai cái mắt á nó lệch 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 vậy. Trời ơi. Của người ta. Thấy thương không? Chưa. Đeo xong cúi đầu chào nữa. Rồi cảm ơn. Mình mở ra coi bạn gái tặng mình gì. Cà vạt. Anh cũng thích màu cam. Cho anh nắm tay luôn. Đó đúng rồi. Nói gì luôn đi. Ngày nói lại em sắp làm bánh. Anh thì cũng đang định học làm bánh để mở một tiệm nhỏ, nên mong là chúng ta sẽ có cơ hội. Yeah. Rồi mời hai bạn về chỗ. Bây giờ là vô cái biểu diễn một bài hát nào cho nó vui, lấy lòng bạn gái coi. Em cũng có một bài hát. Em thì ca sĩ phòng tắm nên nhiều khi không có hay. Cái gì phòng gì? Phòng tắm là cái gì? Dạ phòng tắm ạ. Ủa sao ca sĩ phòng tắm? Là đi hát cho phòng tắm không rồi, không hát từ phòng trà. Trời ơi, ta có ca sĩ phòng trà, không ca sĩ phòng tắm. Dạ. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt ngây thơ thấy em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt em anh lại lùng ngó sang, anh thẫn thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng sắc khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng khiêu em là sai đánh đấy không cần đúng. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là anh thì ai để anh đưa em về một tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé baby. Trời ơi, em hát anh mệt luôn á. Dạ. Hát này chắc rồi. Hát ca sĩ phòng tắm này hát chắc hao nước lắm á. Không ấn tượng nha. Bài này nhớ khi nào cưới vợ hát bài này trên sân khấu luôn nha. Dạ vâng. Rồi nhà gái có đáp lại nhà trai bài nào không? Dạ em xin hát một đoạn. Đứng lên nhìn bạn trai hát giống như nãy vậy đó. Nhìn qua đây, bẻ một người qua đó. Có rung không em? Không.
để cầm tay cho em ở chung. Đó đúng rồi, hát đi. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Những tim em đang cồn cào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau bây giờ yêu luôn đi. Tim lên em đang thật lòng, em đang nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu hay yêu nói một lời. Yeah. Hai này nó hợp ca sĩ phòng tắm luôn rồi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ em trai, mình và anh An Giang đúng không? Dạ vâng ạ. Hát cái lương hay mình ngồi đối diện nhau nè. Em cũng có hát được tầng cổ chút xíu. Lại nắm tay bạn gái, hát cái lương cho anh nghe coi. Live show luôn á. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá đậu xanh cũng nên vợ nên chồng. Nắm tay. Cao thắm chậu xanh sẽ thêm đượm tim nồng. Buổi sáng tinh sương gánh chầu ra chợ, trên con đê dài thoang thoát đôi chân. Anh không sợ nắng vàng làm héo úa lá đậu xanh, mà chỉ sợ cho người yêu chờ đợi buồn phiền. Đôi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Nhưng rồi một hôm mưa buồn sớm chợ, bên thúng chậu xanh em chờ bạn chung tình. Mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình, chợ vắng thưa người sao em không tới. Yêu nhau rồi ngại gì lầy lội bước chân, để anh quay về thờ thẫn nhớ thương. Sầu nắng gánh nay nắng tình em thương nhớ, em phụ anh rồi em không đến nữa. Để duyên để tôi đó thì tôi rất là ghi nhận cái sự cố gắng, sự nhiệt tình, sự tự tin của bạn này. Trời, tôi nói thiệt nha, về nhà gái tôi hát thôi chinh phục cả nhà gái luôn. Đúng. Không có duyên nhàn lọc dễ thương lắm. Dễ thương cũng chết luôn rồi trời. Không lẽ giờ không làm mai mối bắt đứng hát hoài chứ. Tao thấy tính rồi sao? Dạ, thấy ảnh vui vẻ. Dạ. Dễ thương không? Dạ, dễ thương. Chất phát thật thà. Dạ. Trai miền Tây vậy không á. Lộc thấy em gái sao? Nói đi. Dạ, em thấy xinh, thân hình cũng có giá trị phù hợp với tiêu chí của em á. Em thấy thích không? Dạ, thích ạ. Trái tim có rung động gì không? Dạ, cũng nãy giờ hát nhưng mà cái tim nó cứ đập thành thịt, thành thịt. Đó. Hiện tại thì mẹ anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nên nếu rộn được thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em thì quan trọng là trong quá trình tìm hiểu, nếu như mà tình cảm đủ thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Thế em thích cuộc sống hôn nhân như thế nào? Đối với em thì mình phải là thật lòng với nhau. Cái thật lòng là cái đầu tiên đó. Dạ vâng. Dạ, luôn chung thủy. Thật là bị dân miền Tây có thừa. Dạ. Thí dụ giờ hai mình lấy nhau thì mình tính sao? Ở Bà Rịa hay là ở đâu đó mình thử ra, đưa ra tương lai coi Lộc? Hồi nãy anh cũng có nói em là anh đang định học làm bánh để mở một tiệm bánh nhỏ nhỏ để ở quê. Không biết là em thích ở quê em hay là quê anh? Tại vì quê anh thì nhà anh đã sửa sang xong rồi. Nói chung là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chỉ còn đón con dâu vậy thôi. Dạ. Yeah. Thì em thì ở đâu cũng được ạ. Quan trọng là mình có nhau. Dạ. Yeah. Quá đã. Bây giờ Lộc bước tới nắm tay em gái. Mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về bạn gái. Mình mong muốn điều gì. Trái tim mình đã đập như thế nào mình thông báo cho bạn gái biết. Nắm hai tay luôn Lộc. Em thấy anh thế nào? Dạ, em cũng thấy anh có sự ấm áp à. Ok, mình mong chúng ta sẽ được tiến tới hôn nhân xong. Người ta chưa nắm tay ai bao giờ, chưa có được con trai hung bao giờ mà nó tấn công người ta dồn dập quá. Phải luôn hả Lộc? Vậy mới là đàn ông với Lộc. Mạnh dạn vậy đó. Rồi, bây giờ thôi ngồi vô ghế đi. Bây giờ mình thích mình bấm nha. Dạ. Lộc thích Lộc bấm liền luôn. Rồi, ai không thích thì không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Làm cho đàn trai tôi hồi hộp. Và chị hai làm gì bấm chậm vậy? Suy nghĩ hả? Dạ em đợi anh đếm xong em bấm. Đây ta thích ta bấm liền phải không? Chính thức hai đứa hẹn hò nhau.
nắm tay. Tính nắm tay chú Linh hay gì? Dạ không, bắt tay, tính bắt tay chú Linh. Cảm giác trong lòng mình sao Lộc? Em thấy là hồi hộp, tim đập thình thịch. Thình thịch? Dạ. Chị nghĩ em không hồi hộp bằng bạn này đâu. Cảm giác của em như thế nào? Dạ nãy giờ em rung lắm. Em suy nghĩ như chứ gì? Trước khi đến chương trình á thì em đã dặn với lòng mình là phải mở lòng ra, thì để cho bạn Nam một cơ hội và cũng như cho mình một cơ hội. Một nụ hôn đầu tiên là chưa hôn bên nào. Khai trương nha, khai trương thì cho được. Từ từ. Để cái tay vô má, nâng cái càm lên, nâng cái càm lên. Hôn này tình cảm, để nguyên, hít vô. Anh thấy sao gái? Dạ hồi hộp. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn. Bữa nay là một ngày đáng nhớ, nắm chặt tay nhau nha. Tôi không có ai để hôn hết trơn, mình phải ngồi đứng cứ nói vậy chuyện hôn. Ai muốn hôn Ngọc Lan tới đây gặp tôi. Đăng ký. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Ôi chào cô gái. Thôi, bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Em tên là Lê Văn Cường. Hôm nay em 33 tuổi, đến từ Thanh Hóa, làm việc ở quận 9 và ở Bình Dương. Em làm bên container cho khách hàng. Em ngày xưa là em làm bên điều khiển tàu biển, lái tàu biển. Ôi, thủy thủ hả? Dạ đúng rồi. Rồi đang lái tàu biển sao giờ là về lái xe nâng? Thì nói chung là mình đi biển thời gian thấy nó chán quá, bồn bà quá. Mình lên bờ mình làm. Chứ hiện nay em ở đâu? Em ở trên Dĩ An. Dĩ An em ở với ai? Ở với chị gái. Bây giờ mình lấy vợ là chắc phải ra riêng đó đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà gái nào. Em chào khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Hạnh, em 26 tuổi. Em đến từ Đà Lạt, hiện tại là em là giáo viên dạy tiếng Anh. Em đang sống ở đâu? Em sống ở Đà Lạt. À, sống ở Đà Lạt luôn. Dạ. Thì hồi trước là em xuống Sài Gòn học rồi làm việc như các bạn. Sau cái đợt dịch đó thì mình thấy là mình muốn gần gia đình hơn, nên là mình sẽ chuyển về Đà Lạt để làm và gần gũi với gia đình. Dạ. Hạnh ơi. Dạ. Ở bên nhà trai tôi đó là cái tuổi nó cũng hơi cao chút so với nhà gái đó. Dạ. Em có ngại ngùng gì không Hạnh? Dạ không ạ. Em thích mẫu bạn trai lớn tuổi hơn em. Dạ. Lớn hơn có 7 tuổi thôi mà, đúng không? Cái tuổi lớn vậy thôi, nhìn thấy tuổi 33 thôi. Thật ra nhìn tưởng đâu 23 không à, yên tâm. Thiệt không? Để đi qua coi. Thiệt. Dạ chào chị Ngọc Lan. Ôi chào em. Nhìn mặt nhỏ xíu à. Ừ nhìn mặt nhỏ xíu à. Mặt như nít vậy? Ừ. Mặt như nít thì tính tình sao? Có ưu điểm gì không? Ưu điểm mình có giống nít không? Không, mình đến tầm tuổi này thì mình phải chín chắn nha chị. Chín chắn như ngoại hình nha em vậy? Đúng rồi, đồ con ha, tập gym nè. Thủy thủ mà. Nhà bà chị bán thịt á. Hay phụ. Em phụ bán thịt nữa? Lâu lâu phụ thôi. Này chặt xương chặt đùi dữ lắm luôn. Ưu điểm mình là gì nè? Nói chung là mình có thể độc lập làm việc được. Khỏe mạnh thế này mà làm gì không được. Không biết có cái tật xấu gì không? Nói chung là mình khô khan quá, mình hay nóng tính. Anh hồi xưa nóng tính dữ lắm, mà giờ anh còn nóng hơn nữa. Ủa gì kỳ vậy, khuyên ta bớt. Nghe nó nói nóng hơn. Kỳ vậy? Đàn ông không được nóng tính. Mình nguội trước đã rồi mình nguội nói. Trước đi. Mình nguội trước đi. Đôi khi mình không kềm chế được đó. Thấy không? Bởi vì tôi cũng khuyên các ông đàn ông á là bớt nóng tính là đi. Đôi khi mình nóng quá nó không hư hay. Bột hư đường hết trơn. Đúng rồi. Tôi cũng từng nóng mà nó hư bột hư đường hết. Ở trong đây 10 đứa nó ghét tôi có 9 đứa rồi. Tôi nóng quá nhiều khi tôi bực mình tôi la sùm hết trơn. Chỉ có mình Ngọc Lan là Quyền Linh chưa nóng thôi. Đúng rồi đó. Nóng sợ tội nghiệp phụ nữ ha em gái ha. Dạ. Em gái dịu dàng nóng sao được. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em rất là dễ thích ứng với môi trường. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là suy nghĩ. Con gái mà mình suy nghĩ cũng hơi nhiều. Suy nghĩ làm sao để có tiền nè, làm sao suy nghĩ coi sao làm sinh con, lo con sao cho tốt nè, đúng không? Phải suy nghĩ để cái đầu óc nó hoạt động đó. Hỏi thôi, thủy thủ này kìa. Hồi xưa thủy thủ là lái nhiều cô gái mê lắm quá rồi. Có thời gian yêu đương không? Trước thì em cũng quen một người mà
Sau nghe em đi tàu thì em chia tay luôn. Một người thì lúc suốt ngày trên biển cá lênh đênh vậy, một người trên đây đâu có hợp được. Sau khi lên đây thì mình cũng đi làm mấy nghề nữa, cũng làm bên văn phòng thời gian, nhưng mà thấy suốt ngày mà chứ ngồi thì sếp thì ngồi trước rồi phải đóng thùng sơ vin rồi đi, nó thoải mái, không có tự do thoải mái là rồi em mình xin xuống lái xe. Thịt heo chị là ngon, chị không có áp lực gì hết. Bữa nào bán nhiều vui nhiều, bán ít vui ít. Dạ. Còn nếu bán không hết lấy thịt heo nấu ăn còn vui hơn nữa, bán không hết chắc không vui rồi. Em chỉ là phụ đi giao hàng, trước phụ đi giao hàng thôi, chứ còn em lâu lâu thì ra đó phụ thối tiền cho khách. Có nào ra gặp cô gái nào khoái không? Nói chung là trong môi trường làm việc cũng như mình không gặp phụ nữ luôn á. Kỳ vậy? Không đi giao hàng thịt heo thì thường mấy bà nội trợ nhận không hả? Ừ, mấy bà có con không hả? Ừ. Kể cả trong cảng em làm vậy toàn con trai không à, mà mình biết mình thanh niên chưa vợ, mấy ông có gia đình ngay chiều ấy là chiều nay có chương trình gì không à, thôi mệt lắm nghỉ thôi, mày ra đây đi, không ngay ấp này mày uống đâu. Bây giờ mình phỏng vấn nhà trai rồi, giờ tới nhà gái nè. Đường tình duyên em gái sao? Trong lúc đi học đại học thì cũng có một mối tình, nhưng mà mình còn trẻ mà, cho nên là thời điểm đó mình cũng chưa biết mình muốn gì, bạn cũng vậy, nên là nó không có đi đến được với nhau. Rồi sau khi ra trường thì bị dính đợt dịch, rồi ở nhà làm online. Dạ, rồi cũng muốn tập trung vô sự nghiệp. Bây giờ thí dụ như bạn bên đó, bây giờ mình hợp với bạn bên đó đi, mình có thể thay đổi và thay vì dạy Đà Lạt, bây giờ mình về dạy ở thành phố Hồ Chí Minh được không? Hiện tại là em đang dạy online, em nghĩ là em có thể chuyển được. Vậy đâu cũng được, online mà dạy ở thành phố cũng được mà Đà Lạt cũng được đúng không? Bây giờ là em muốn có một người chồng như thế nào trong mơ ước của em? Trong cái hình mẫu của em đó là một người chồng chung thủy, anh có cái sự hiểu biết để mà có thể mà trao đổi với em và chia sẻ với em những cái vấn đề trong cuộc sống. Mình có cái sự khoan dung, ví dụ những cái lỗi lầm của em. Em muốn là lớn tuổi hơn em. Lớn bao lớn luôn. Nói chung là em muốn một người đàn ông có cái định hướng tương lai, anh có một cái hoài bão cho công việc cũng như là sự nghiệp của anh. Thì em rất là nể phục những cái người đàn ông như vậy. Được. Chàng trai này là cũng xác định là nếu mà lên Đà Lạt là đổi nghề. Đổi nghề, anh cũng nhiều nghề mà. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành rơm. Rơm. Thành rơm luôn á. Thấy chị bên em không? Dạ, em cảm ơn. Ừ. Giờ em có nhu cầu bạn gái như thế nào nè? Nấu ăn được rồi, với hiền thôi, thế thôi, cũng chả cần gì. Cô gái này bao hiền luôn. Tại vì em ăn tiệm ngoài nhiều ngán quá, nhưng biết nấu cơm, em đi làm thì nấu cơm mà rồi. Còn cái làm hay không làm cũng được, đối với em quan tâm. Vì nói chung nhiều khi mà nói thì cái mức thu nhập của em đủ có thể nuôi được. Em nếu mà em có nhu cầu chị lấy người về nấu cơm cho em ăn, em qua về nhà bà bán cơm á, em coi bên đó. Lấy con bả cho rồi. Ừ, lấy con bả cho rồi. Không, nói chung là mình đơn giản vậy thôi, chứ không cần đòi hỏi gì nhiều cả. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Em đi với chị. À, dĩ nhiên đi với chị rồi, quên. Dạ, em xin chào tất cả chương trình và tất cả những người xung quanh nhân trường quay. Em là chị gái của Cường, đến từ Bình Dương. Nói chung là em thì em dễ lắm, sao cũng được cả. Miễn sao là em nó sống hạnh phúc là được rồi. Nói chung là mình tạo điều kiện cho em mình làm được. Nhưng còn nếu như làm chung là không, phức tạp. Không, em quan điểm em là vậy đó. Thì bây giờ nếu như Cường lấy vợ, ví dụ như là ở trong này cũng được hoặc là ở ngoài quê cũng được, cái nói chuyện nó không quan trọng, miễn sao là sống với nhau hạnh phúc và hiểu nhau là được rồi. Ví dụ giờ cưới về chưa có chỗ ở, nó kẹt có hai chồng ở chung chị thời gian được không? Chuyện đó thì bình thường không có sao cả. Rồi khỏe, ở thời gian có chị lo xong rồi tính tiếp ha. Đúng rồi. Đúng. Mình hỏi nhà gái đi với ai nè? Em gái đi với ai vậy? Em đi với bạn thân của em. À, dạ, em chào anh chị, em chào khán giả và em chào anh ạ. Em cảm nhận được tớ cảm nhận được từ anh á, một cái sự chân chất và có rất là nhiều những cái trải nghiệm va vấp ở bên ngoài cuộc sống rồi. Có nhiều cái nét tương đồng mà có thể cậu sẽ cần một cái bờ vai che chở, một cái nơi nương tựa. Thì tớ nghĩ là anh có những cái điều đó. Còn cái chuyện mà quyết định hay là cái cảm nhận từ phía cậu thì cậu cứ hãy nghe trái tim của mình. Trời, hay quá. Tớ nói như vậy rồi đó, còn cậu quyết định nha. Bây giờ thì chúng tớ xin phép được mở rào. Tiến tới đi Cường.
Sao thấy em trai tôi sao nè, tướng tá được không? Dạ thấy anh cũng to cao. Tôi mà là anh gái tôi chịu ông này liền á. Dạ thôi mời hai bạn về chỗ. Rồi hai đứa đứng không biết nói luôn trời. Vậy mỗi ngày em đi giao thịt heo nói gì? Kinh xong rồi đi về thôi. Nó hiền vậy trời. Người ta hỏi gì bảo thịt có ngon không, muốn ngon hay không kiểm tra đi biết. Trời đất ơi, ta phải giới thiệu thịt này ngon, thịt này chị tôi mới lấy sớm nóng hổi này không? Tại vì làm sẵn rồi anh, làm sẵn ở nhà tới là giao thôi. Này chắc ít tiếp xúc nữa lắm à. Chào em. Dạ chào anh. Em có muốn hỏi gì không thì em nói đi đành. À em muốn hỏi là anh nghĩ gì về cái quan điểm là hôn nhân là mình sẽ chung thủy một vợ một chồng đến suốt đời. Nói chung là cái tuổi như anh bây giờ thì muốn quen ai để lấy làm vợ chứ không phải là quen kiểu mà để quen chơi chơi. Em có hay xuống với Sài Gòn chơi không? Dạ hiện tại thì cũng có công việc, mỗi tháng thì em cũng có xuống. Nói chung là nhiều khi công việc nó cũng đi lại thì phải xin sếp ký 2-3 ngày thì xin nghỉ 2-3 ngày cũng được. Nghĩa là về cái khoản thu nhập của mình á. Thì là nhiều khi nó tế nhị quá nên khó chia sẻ. Nhưng mà đi bán thịt heo gì, bán lấy từng chuyến của chị hay chị trả lương? Người ta nói không phải là nghề chính của người ta mà. Phải đi bỏ, phải trả tiền cho người ta chứ. Không, chị đi phụ thôi. Không trả hả? Cậu chỉ phụ chứ cậu không trả lương. Phụ phải trả người ta chứ. Không, tuyệt đối là không có trả lương. Giống như là cậu đi làm về buổi sáng là cậu tranh thủ là cậu đi giao cho đó à. Rồi sau đó là nói cậu đi lấy tiền cho đó dùm à. Hoặc là ngày nào mình đi đâu đó thì nói là sáng mai cậu ra chợ, cậu bỏ hàng cho người đó dùm. Không trả lương đó. Không. Nhưng người ta nuôi ăn học bao nhiêu năm rồi. Lo chứ. Thì lương đó là coi như tiền ăn học hồi xưa giờ. Tính vậy sao được? Phải đòi lương. Thôi em mà em cũng không cần. Cần chứ, nữa có vợ con cần. Tại vì cậu nhiều tiền hơn mình. Vậy là đàn trai tôi có tiền nha. Nãy giờ là đang hỏi giúp nhà gái đó. Nói chung là cậu có một cái tương lai gọi là khá ổn định. Hai em tới đây. Nào cô giáo. Đây đứng đây nắm tay đây. Hai đứa chị coi ngắm hai đứa được không nha. Em cầm tay em được hơi run quá. Sao trời vậy, tay ai run? Tay em run hay tay bạn gái run? Tay em. Em thấy anh như thế nào em chia sẻ với em. Em thấy anh là một người tốt, chất phát. Chị thấy cô giáo chắc có vẻ là cũng còn điều muốn hỏi đúng không? Tại nãy giờ chị thấy em cũng ít nói. Dạ không ạ. Tại vì em thấy anh chị đã hỏi giùm em rất là nhiều rồi. Đúng rồi đó. Anh hỏi giùm nhà gái, nhà trai rất nhiều rồi đó. Rồi các bạn về vị trí đi. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu cảm xúc đó nó hợp với mình đừng ngại ngùng bấm nút. Rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Là tôi hơi sợ. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay đi. Chính thức chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi. Nắm tay vậy nè. Về nhà trai. À, rồi xin chào, mời ngồi. Trời. Mời nhà gái. Dạ, em chào chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em mời chị. Rồi khoan anh alo giùm em. Cái bên kia. Alo đi. Alo. 1 2 3 4 đến tới 10 giùm mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi đó. Rồi ok. Em mời chị alo giùm em. Alo. 1 2 3 4. Ok chưa? Rồi dạ. Xin mời anh. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan và dạ. Chào bạn gái bên kia, chào tất cả khán giả trong trường quay và khán giả đang xem màn ảnh nhỏ.
Tôi tên là Tống Trường Giang, sinh năm 1973. Lớn lên này từ ngoài Bắc mà đã vào trong Sài Gòn này sống từ nhỏ tới lớn. Dùng là mồ côi, sống tự lập tất cả. Sinh ra gia đình có một cái truyền thống cách mạng, nhưng với tôi thì tôi bỏ quần ngủ sớm quá. Tôi làm kinh doanh bên bánh mì và đồ bếp. Tức là giờ anh làm lò bánh mì hả? Hay là làm bánh mì? Làm là thợ thôi, tại vì mình không có phụ nữ bên cạnh, mình không thể nào làm một mình được. Mình làm thợ làm bánh mì. Đúng rồi. Rồi sống một mình luôn. Sống một mình. Ở nhà ở đâu? Nhà ở Bình Phước thì có vợ đầu tiên thì đã chia tay đây mười mấy năm rồi. Gặp thêm một người nữa nhưng cái điều sự người ta dối gian quá, thành ra mình không có hợp, mình chia tay. Là có vợ cách đây mười mấy năm rồi. Chia tay mười mấy năm rồi. Ly thân 12 năm rồi bắt đầu mới quyết định đến ly dị. Ly dị thì tôi có gặp lại một người ở Tiền Giang. Khi mình về đó mình dạy bánh mì á, các loại mẫu bánh này kia thì gặp được cô ta, nhưng cô ta lúc đầu thì rất tốt, nhưng lúc sau về quyết định lấy chồng rồi thì cô ta có một cái nhân cách sống nó không có, không rõ ràng. Rồi thôi mình không nói có không có người thứ ba. Vấn đề là chỗ là giờ anh đã gặp hai người rồi đúng không? Có đứa con nào chưa? Có hai cô vợ đầu thì hai đứa con. Vợ đầu hai đứa con lớn chưa? Lớn được 24 với 23 nè. Rồi giờ ở với ai? Đã ở riêng hết, tại vì khi hai chồng ra là hai chồng đều không ai lấy tài sản. Tất cả đây cho con. Rồi. Tại vì mình cũng có nghề, mình cũng làm ra tiền thì mình đi ra tay trắng. Bây giờ hai đứa con còn liên lạc với anh Giang không? Vẫn còn. Vẫn còn, có gia đình hết chưa? Chưa. Hai đứa gái đang ở đâu? Hai đứa trai hết. Hai đứa trai đang ở đâu? Đang ở Bình Phước. Bình Phước, còn anh Giang là ở? Đang ở Đà Lạt. Đà Lạt. Anh đang sống ở Đà Lạt luôn. Có nhà riêng ở Đà Lạt không anh? Không, là tất cả là để ở dưới Tiền Giang xong rồi để lại hết cho vợ cũ rồi. Tức là giờ đi ra mình làm lại từ đầu. Anh thuê nhà Đà Lạt. Không, mà làm trong nghề lò, tại vì cái nghề của tôi là tôi đi tới đâu là chủ người ta lo hết, ăn uống nghỉ ngơi người ta bao hết, mình chỉ làm rồi xong mình lãnh lương thôi. Rồi. Đó, đó là hoàn cảnh và lý lịch trích ngang của nhà trai. Dạ, nhà gái đã nghe rõ. Và bây giờ thì chị giới thiệu về bản thân mình nha. Em xin chào Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan. Dạ. Về quý khán giả ở trường quay, tôi tên Nguyễn Thị Anh Đào, ở Phú Giáo. Hiện tôi là có ba đứa con. Công việc thì làm tại nhà, may quần áo. Dạ, may quần áo hả chị? Dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Chị năm nay 44 tuổi. Dạ. Một nhà gái thì làm thợ may, nhà trai thì làm thợ làm bánh mì. Bây giờ thì mình nói chút xíu cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi nhà trai. Tôi thì có một cái tính nhất là sống rõ ràng, thứ hai là sống rất có nhân cách sống, và nhất là làm từ thiện. Thứ ba đó là tôi đã hiến máu nhân đạo được 16 năm rồi, xác cũng hiến luôn, tôi học hết. Nói chung gặp ai bây giờ là khỏi lo chuyện đó, chủ yếu là lo tập trung sống đúng và một cái cách sống nó đúng nghĩa với mình và rõ ràng, thương yêu nhau, để sự chung thủy đó là điều quan trọng, chứ không cần gì nữa. Rồi. Bây giờ tuổi mình cũng lớn rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Mình có tật xấu, có được khuyết điểm gì không? Nói chung xấu không có, tôi là nội trợ gia đình, nói chung tôi làm được hết. Tại cũng coi như tự lập mà đúng không, một mình mà làm gì cũng được hết. Tai nạn bao nhiêu lần vô bệnh viện tôi cũng không bao giờ chờ ai hết, tự một mình. Để nói bác sĩ mà nói trời sao anh không có người thân, tôi nói giờ người thân thì báo để làm gì. Nó phiền, con cái nó nhỏ thì tốt nhất tự mình lo. Bây giờ nhà bên nhà của anh á, ba mẹ anh chị có ở Bình Phước không? Mẹ thì đã mất rồi, ông già thì cũng đang ngoài Hà Nội. Nói chung là bố mẹ tôi ngày xưa là bộ đội. Đã ly khi giải phóng xong thì mẹ tôi bên quân y, bố thì bên không quân. Còn thì ông bà đã ly dị nhau năm 77. Còn anh chị em có ai nữa không? Không có ai luôn. Không có ai luôn. Chỉ còn ba là đang Hà Nội thôi. Có hay liên lạc với ba không? Tại vì ông không coi mình là con thì sao bà đi rồi, liên lạc thôi được rồi. Mà nhà gái chị có ưu điểm gì? Nói chung là ưu điểm của em á là hay rụt rè. Nói chung là em thấy chị hơi run. Rồi có Ngọc Lan ở kế bên, chị đừng lo. Giờ nào giờ có lên sân khấu. Dạ. Rồi nè, bây giờ mình nói về những cái ưu điểm của mình nè. Nấu ăn đồ nè, nấu ăn giỏi nè. Chị biết nấu thôi chứ cũng không giỏi. Dạ. Rồi gì nữa? Nói chung là chị em rung quá. Rung quá được. Hả?
Thôi vậy mình nói tật xấu mình đi, mình có tật xấu gì không? Người gái ra hơi nhát ha. Dạ. Nói chung là xấu thì cũng không có xấu gì, nhưng mà nó hơi kỳ khô chút. Dạ. Nói chung là ai nói gì không vừa ý là hay mì mít ướt. À, mít ướt. Hay khóc phải không? Đúng. Bên đây có nhà trai sẽ dỗ, nhà trai rất là bản lĩnh nha, nghị lực luôn á. Ha. Hay khóc vậy chắc hay tuổi thân lắm hả chị? Hay tuổi thân. Chị là có ba em bé rồi hả? Ba bé. Ba bé. Mình ly hôn lâu chưa chị? Chị ly hôn được 9 năm rồi. Nhắc tới vấn đề ly hôn là cô gái của chúng ta xúc động rất là nhiều luôn. Chị có muốn chia sẻ gì về chuyện đó không? Nói chung là hồi đó sống với chồng không có hạnh phúc. Chồng chị có người bên ngoài. Nên thành ra là chị còn không muốn ly hôn. Với kìm sống riết để cho con có cha có mẹ, nhưng mà thấy không được thì chia tay. Nói chung là lần nó chia tay là anh đánh chị nên thành ra mới chia tay. Chị bị đánh hả? Đánh, mẹ không đồng ý. Mẹ nói nếu mày còn ở nó thì mày đi, hai đứa dắt cái đầu dắt, còn ở đây mẹ không chồng đồng ý. Rồi chị thấy vậy rồi thôi, chia tay. Em rất là chúc mừng chị khi mà chị mạnh dạn để bước ra khỏi một cái cuộc sống mà đối với chị nó cũng không vui vẻ, và nó còn gây cho chị rất là nhiều cái tổn thương về mặt tinh thần và cả thể xác. Em hy vọng là đến với cái chương trình này, chị sẽ tìm được một cái người mà tâm đầu ý hợp với mình, và quan trọng nhất là không có vũ phu với mình. Em sẽ hỏi anh trai bên kia là có cái tính đó hay không. Nếu mà có tính đó thì em ngăn cản liền luôn ha. Nói chung thì mới thì chắc không ai dám nói gì đâu. Nên là từ từ thì... Nói chung là hồi đó chị ly hôn chồng được 3 năm. Cũng có sống với một anh khác. Dạ. Nhưng mà lúc đầu thì anh cũng hứa, lo. Nói chung là về năm đầu tiên anh cũng lo dữ lắm. Lo đủ thứ. Nói chung là cơm, nước, nhà, cửa anh làm hết. Quần áo làm hết. Chị hỏi phải làm gì, chỉ làm việc bên ngoài thôi. Rồi xong rồi... đến năm bước qua năm thứ hai bắt đầu là ảnh lộ là bản chất là không làm gì. Nhưng mà nhiều khi chị đi làm á thì ảnh ghen, ảnh nói là chị đi cặp này cặp kia vậy đó. Rồi nhiều khi là hồi đó là chung là chị đi giao hàng cho công ty á, là có lúc là đi giao tới Long An thì có khi là đi xuống dưới kẹt công là chị phải ở lại qua đêm mới về. Yeah. Rồi ảnh mới nói này nói kia vậy, bắt đầu chị mới bỏ luôn. Nhưng mà có đánh không? Người thứ hai có đánh không? Không đánh. Dạ. Rồi yên tâm, bên đây không có đánh đâu. Bên đây bảo vệ che chở thôi. Thì sống thì bây giờ, hiện giờ là chị sống với bé Út. Dạ. Còn bé giữa thì nó đi qua đi lại thôi, lúc ở với mẹ, lúc ở với ba. Chứ không ở chung với chị nhiều. Vậy thì bây giờ cái mong muốn cái người bạn trai đi tiếp cái cuộc đời của chị, nó người đó sẽ như thế nào? Chị muốn tìm một bạn, người bạn hả, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Dạ. Những ví dụ như là cái gì mình không đồng ý thì mình phải chia sẻ để nói. Ví dụ như chị sai thì chị sửa. Dạ. Còn ví dụ như mà thấy ảnh không được gì thì cái đó không được thì chị sẽ nói, thì sửa. Dạ. Rồi ví dụ mà để mình đi đến quãng đời còn lại. Chung thì chị cũng có con, nhưng mà con thì nó mỗi đứa mỗi nơi, bé lớn thì nó có gia đình ở riêng rồi. Còn lại hai đứa thì con bé giữa thì lúc ở với mẹ, lúc ở với ba chứ không ở chung. Dạ. Còn chị có bé Út thôi. Nói chung là chị cần một cái người có thể hiểu, có thể chia sẻ, có thể sửa sai cùng với nhau. Dạ. Rồi em sẽ qua em hỏi thăm anh trai bên đây như thế nào. Thầy. Em chào anh ạ. Anh ơi, em thấy cái cuộc đời của chị em là cũng bi đát lắm. Em hy vọng là phần còn lại anh có thể bù đắp được cho chị. Bây giờ anh hãy nói cho em nghe là cái tiêu chí để tìm người bạn đồng hành sắp tới của anh như thế nào đi. Chủ yếu là kiếm, nói chung là con người phải biết sống, chia sẻ những khi buồn vui và những cái chuyện gia đình nó, ví dụ có chuyện gì đó thì mình phải ngồi lại nói cho nhau nghe. Dạ. Thì mình giải quyết ra chứ không có để như tiếng lớn tiếng nhỏ để mất lòng. Vậy tôi đã có hai người vợ là bị sai lầm cái điều đó mà. Dạ. tôi đã chia tay, thành ra bây giờ tôi kiếm một người hiểu nhau. Dạ. Còn những cái công việc gì đó thì có thể chia sẻ cho nhau, tôi thì tôi làm được hết, tất cả không ngại việc gì hết. Dạ.
Đó là quan trọng là điều đó thôi. Dạ. Chị của em cũng y chang như anh, cũng trải qua hai mối tình gọi là cũng không hiểu nhau được, cũng không chia sẻ được với nhau và cũng không sửa sai cùng nhau được. Đó, hai người rất là sợ nhất là trùng hợp với nhau. Tính thứ nhất mình nói không nghe mà cứ chỉ biết là mình là người đúng còn không biết là mình là người sai. Thành ra tôi sợ nhất người phụ nữ cái điều đó. Dạ. Đó, bên kia cũng sợ y vậy. Anh có nóng tính không? Không. À. Nguyễn Linh biết tôi là rất hèn, rất trầm tính, mà nói chung là làm cái gì phải rõ ràng, dứt khoát chứ không phải tại mình đã bản lĩnh sống từ nhỏ mà từ bé thôi mà. Đã ra xã hội sống rồi không có cái gì. Nếu mình nóng tính quá mình dồn cái sự nóng tính vô cái lò cũng bột á. Thì ngày xưa bớt nóng tính. Vợ cũ tôi rất nóng tính, khi nào gây lộn nóng tôi sợ con cái nó nghe ảnh hưởng, tôi bỏ đi vợ thường cầm dao nó đi đâu. Không ngồi nghe là tôi gác cũng theo nữa. Trời ơi, không bao giờ để cho tiếng ồn. Thôi được rồi, khỏi mình không nhắc là cái chuyện cũ nữa nha. Mình nhắc chuyện mới thôi. Mình muốn một người yêu, một người vợ tương lai sau này nè. Sẽ như thế nào? Cũng là bề ngoài thì cũng không cần, đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là cái tấm lòng. Rồi. Cái nhân cách sống là ok. Chứ còn nếu mà đẹp quá, cái đó là cái gỗ tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Chết rồi, chị em nó đẹp lắm. Để qua coi nhà gái. Nhưng mà được cái nét bề ngoài đẹp mà cái nhân cách tốt nữa thì lại ok. Chị em là hơi đẹp đó. Gương mặt hiền hậu ha. Ừ, hơi ngon á. Bây giờ nếu như mà mình cũng gian dở hai lần rồi. Dạ. Bên kia cũng vậy luôn. Bây giờ nếu như mà mình tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Khoảng 2 năm. Ôi dữ vậy. Tại vì bé Út em nó chuẩn bị nó tốt nghiệp vô lớp 10 nên giờ em phải biết đâu có người hỗ trợ nó đi vô lớp 10 nhanh hơn nữa thì sao? Dạ. Xuống bớt đi 1 năm được không? Thì nếu mà cảm thấy hợp thì 1 năm cũng được. 1 năm. Ủa giờ chị đang ở đâu nhỉ? Dạ em ở Phú Giáo. Phú Giáo. Phú Giáo Bình Dương hả chị? Phú Giáo Bình Dương. Xác. Ủa quên, không xác. Gần Bình Phước. Gần Bình Phước. Thì cách Bình Phước 30 cây. Nhà của ảnh Trịnh á. Rồi. Bây giờ thí dụ như ảnh đang làm việc ở Đà Lạt. Dạ. Công việc ổn định này kia. Ảnh muốn mua miếng đất Đà Lạt rồi hai vợ chồng lên đó sinh sống được không? Thí dụ. Nói chung là giờ trước mắt thì chắc em chưa có đi được. Tại vì giờ bé Út lo cho Út đúng không? Dạ. Rồi thí dụ bây giờ á. Vậy mình hỏi ngược lại bên đây. Đúng nè. Rồi. Anh là không có vướng bận con cái. Không vướng gì hết. Cho nên là bây giờ nếu mà bên đây muốn lập nghiệp ở tại chỗ của nhà gái luôn được thì hết. Anh có thể đi theo được không? Được hết. Tại mình có nghề mà đúng không? Mà đâu trọng như muốn ở Sài Gòn hay làm Sài Gòn, muốn ở đâu được gì hay quá. Giờ bây giờ chỉ sắm cái lò thôi là có bánh mì. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Cái lò đó nhiêu tiền? Nó tiền bạc không quan trọng đâu, cái đó tôi lo mình được. Mua được đúng không? Đúng rồi. À vậy là mình đầu tư được cái lò. Đúng rồi. Vậy là có lò bánh mì. Đúng rồi, ngày nay là chương trình là tôi có sắp xếp làm bánh em lên đây tặng cho MC chương trình nhưng quá vội, báo quá trễ ngày hôm qua mà gặp hôm qua Đà Lạt mưa dầm luôn, không kịp làm. Dạ, đúng, tôi định dừng cái chương trình này là mà như bên biên tập điện tôi phải lỡ hẹn nhà gái rồi phải đi là tôi phải đi từ thức cả đêm làm bánh mì xong 3 giờ. Trời lên rồi. Anh ơi, định mệnh đó anh. Định mệnh đúng không? Anh có thấy không? Không gửi được bữa nay, ngày mai gửi nha. Mà mình đâu biết được mới tin tưởng vào chương trình, nhờ chương trình mà. Rồi. Dạ. Yên tâm đi. Bây giờ hôm nay mình đi vô với ai vậy? Có một mình à. Một mình. Rồi có anh Quyền Linh lo. Tôi lo bên đây đi với ai? Em cũng đi các mình. Rồi có Ngọc Lan lo. Yên tâm, đám cưới tôi đãi bánh mì xả láng luôn. Tinh bột là tốt lắm. Thôi bây giờ mình mở rào cho anh chị gặp mặt thôi nha. Mở rào. Từ từ, chị cứ ngồi yên để cho nhà trai qua. Thôi rồi, tiến tới luôn. Wow. Có món quà tặng em. Dù quà khủng đốt, luôn đó. Vẫn là một cái kỷ niệm ngày hôm nay của chương trình. Nói chung là chương trình cũng báo gấp, em không có nhà, em có mua cuộn dây thịt để tặng anh. Chương trình này là siết cuộc đời của anh ở lại hay sao mà. Giờ là em bận giữ em rồi. Em có gì hỏi anh không? Em run quá, em không biết hỏi gì. Thấy anh sao? Nói chung là thấy anh cũng được. Mặt cũng phúc hậu. Anh nói dù là anh
nếu mà về mai bốn á, hai mình sống với nhau á là em phải lo. Khi anh mất là em chỉ alo là đại học y dược rước anh đi rồi, chứ không cần phải cái gì hết. Còn hiến máu nhân đạo là anh cứ một năm anh hiến 4 lần. Anh hiến 16 năm mà tướng anh dự tới giờ đúng 81 kg là 81 kg. Em cũng hiến 450 ml đó. Nói chung là nếu mà hiến máu thì em cũng hiến máu. Một năm em đi có 3 lần thôi. Rất quan trọng cái sức khỏe. Bây giờ mình tiền bạc không quan trọng đâu, cái sức khỏe nó trên hết. Tiền bạc thì mình sẽ làm ra được, còn cái sức khỏe mình không có thì không bao giờ mình có cái gì hết. Nói chung mà với anh ấy thì con cái nó lớn, cuộc sống thì nó ổn định, còn như em thì con còn nhỏ. Không sao, ví dụ như em còn phải lo cho con, với cuộc sống của em thì nó cũng còn chặt vặt lắm. Không có gì, đã chấp nhận với nhau, thương nhau thì dù bao nhiêu mình cũng gánh vác được hết. Tại trước đây anh cũng đều cũng gặp một người con rất nhỏ, anh cũng lo cho học đại học luôn. Rồi tới khi mà xong rồi thì bắt đầu là cô ta vô mùa dịch, cô ta có một cái tính tình mình thì bị F0 đi cách ly 3 tháng. Thì về thì có một chuyện rất nhỏ là đòi ly dị, thì tôi cũng để ý là bây giờ em mà viết đơn ra tòa là không còn tình nghĩa nữa. Thì mình phải vô công ty nghe lời theo vợ, không mở cái lọ ăn mì ra làm, không chịu làm. Cứ là công ty chiều đi vô công ty làm theo luôn, rồi cái bị dính dịch cái là công ty nó bùng phát, thành ra mình phải đi cách ly 3 tháng mới về. Thì vợ mới như vậy thì cũng ý kiến là thôi bây giờ em tính em nóng quá, anh không muốn em sửa sai, tự em suy nghĩ, còn anh sẽ dọn đi ra nhà trọ nào. Bây giờ mình bỏ chuyện cũ đi anh, vô chuyện mới luôn đi anh. Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa cho nó thêm buồn ha. Bây giờ mình nói cái chuyện hẹn hò là hai người đang ở đâu đó, giờ gặp nhau sao, yêu xa gì được không? Gặp nhau thì bây giờ không bấm nút không gì, anh cũng dẫn chút xíu anh mời em đi ăn buổi trưa, tại vì buổi trưa mình đã chờ đợi cũng lâu rồi, thời gian rồi. Đó. Anh thì tính cách như vậy, nói rõ, sống em khỏi lo, tại anh nhất có bản lĩnh của người đàn ông, không bao giờ tầm bậy, thương mẹ thì sẽ thương con, lo hết hoàn toàn gì, không sao hết. Anh cho em hỏi nha, anh ở Bình Phước là ở khúc thị xã Bình Long. Bình Long hả? Nghe thị xã Bình Long. Đúng rồi. Con cái bây giờ đang ở đó, thì còn anh tôi làm nghề đi, bây giờ tại giờ đang làm tại Đà Lạt. Thí dụ muốn về thành phố, về thành phố tại cái nghề của anh dễ lắm, muốn về phú giáo nhiều lắm, tại những lò phú giáo và mấy Bình Dương là bạn bè không, ở Sài Gòn này lò nhiều, bạn bè nhiều lắm. Kêu một cái là về đâu làm cũng được thôi. Còn mình muốn lập nghiệp riêng ra thì người phụ nữ chung tay thì mình sẽ mở cái lò ra buôn bán thôi, không sao hết. Tại anh làm được tất cả loại bánh. Nói gì buôn bán thì em buôn bán được. Tại ngày trước em bán cơm mà. Nhưng mà thì cái thời gian đó mẹ bệnh rồi ba bệnh rồi con đi học vô học rồi nên không có ai lo nên em phải nghỉ. Chứ ngày trước thì em bán cơm. Giờ bán bánh là khỏe rồi ha. Nhà mình ở Phú Giáo mình ở với ai? Dạ hiện giờ em ở với bé Út. Bé Út là nhà riêng của mình đúng không? Nhà riêng. Nhà nó mở tiệm bán bánh được không? Dạ không, tại nhà ở nông thôn mà anh. Nông thôn hả? Dạ. Mở mình làm cái điểm làm bánh rồi mình bằng bỏ làm bánh là phải bằng ra ngoài gần còn... gần trung tâm không? Cách trung tâm huyện Bầu Bàng 10 cây. Bây giờ là cái hướng của em Phú Giáo là đi chỗ em Phú Giáo là đi Bầu Bàng, Bình Long. Bình Long bà con em trên đó thiếu gì? Bây giờ mình về Phú Giáo mình làm bánh mình bán hai chồng bán lo cho đứa con 10 tuổi á, lớp 10 đó nó đi học được không? Thí dụ đưa ra cái hướng nó được không? Dạ được. Anh có thể về Phú Giáo làm điều đó được không? Em thì ở đâu cũng được mà, quan trọng cái người thương yêu mình đã ấy là mình đi đâu cũng được. Bây giờ chờ cái cớ thôi đúng không? Đúng rồi. Có cái nghề này rất là tốt rồi đó. Cái nghề này thật ra khó tìm cái người làm bánh lắm nha, đủ thứ loại bánh luôn á. Tức là mình nhồi bột, mình làm bánh đủ thứ bánh luôn. Chuyên đi dạy mà em làm các cơ sở, nhiều khi đi qua tới Philippines này qua ấy. Hay là quá. Rất nhiều lắm. Chứ cái nghề này là số 1 luôn. Phú Giáo cũng cần luôn á. Em có nhỏ gái lớn nó cũng thích làm bánh lắm. Hợp lý luôn rồi. Giờ nó... coi như là chú vừa về dạy làm bánh cho con là vừa là dạy cho mẹ luôn, rồi mở tiệm này cũng luôn được không? Được chứ anh. Rồi mình sẽ đứng mình làm cho những người phụ nữ đứng bán thôi. Bữa nay hai cặp đều là hai cặp rất là đặc biệt luôn. Đúng rồi. Hai người cũng rất là dễ thương. Linh thấy rằng nãy giờ nói chuyện qua lại, Linh thấy đây cũng là một cặp rất là hợp luôn á. Anh thấy cái người đối diện cảm nhận sao? Nói chung là rất ok, nói chung là cái mặt cũng phúc hậu, cũng hiền hòa. Tôi thích người phụ nữ như vậy. Thích gì vậy? Nó sẽ có phải có cái nhân cách sống. Thì mình làm gì làm cái nhân cách sống mình dù mình dốt mà mình có cái ý thức nó vẫn hơn cái người có trí thức mà không có ý thức, nó cũng hay quá. Vậy thôi.
Cảm ơn anh. Thì thấy người bên đây thì sao? Dạ em thấy cũng được. Nói chung là thấy ảnh là cũng hiền, phúc hậu, nói chuyện nghe cũng được. Vậy bây giờ chị có còn cái điều gì lo lắng không? Em xin lỗi, lẽ ra em tới đó em nói chuyện mà tại em mắc giữ em rồi. Dạ không sao. Chị bây giờ chị còn cái điều gì lo lắng nữa không? Nói chung là lo thì lo nhiều lắm. Lo gì? Nhiều khi là suy nghĩ là sợ nhiều khi cuộc sống, về cuộc sống mình không hợp với nhau, rồi mình phải ví dụ về mà lỡ chung sống với nhau mà thấy cái đó, ví dụ em làm cái đó thấy không được thì anh phải là không. Tính anh thì ok cái việc làm là bất cứ anh đi làm mệt ở đâu về anh rất quan tâm gia đình, dù cái nhà đang giờ anh bay vô lâu anh làm không bao giờ nói tại vì khi mình làm mà mình nói thì nó vô dụng. Thà rằng mình làm rồi thôi cho người khác nhìn thấy chứ không nên nói. Mình làm mà mình nói là không được. Nói chung là cái gì em cũng làm được hết nhưng mà em không giỏi như người ta thôi. Đây giỏi hết. Đây có thể là người an tâm với cái sự chia sẻ nãy giờ anh nói đó. Nên thấy rằng đây là một người rất là hợp với chị, có thể che chở cho chị lúc nắng lúc mưa, làm bờ vai vững chãi luôn, có thể là gió không bay luôn đó. Em yên tâm là thuốc không hút, nhậu không, nhậu có thì lâu lâu mới đúng chỗ mới nhậu thôi, cà phê cũng không đó. Nói chung là tại vì giữ cái sức khỏe mà tới nay 16 năm hiến máu nhân đạo là biết đúng rồi đó, là không bao giờ thay đổi một số ký, cứ 81 ký tới 80 đều. Đừng có nói vụ ký lô đây. Người đàn ông là không á. Lên xuống thất thường lắm. Không thích nghe ký nó lên xuống thất thường. Có bánh mì tôi lên nhanh lắm. Bây giờ anh nắm tay chị ha. Hai người đứng kế bên đây nào. Mình xích lên đây. Hít trên cái tay đó. Bây giờ đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Bây giờ trong cái cơ hội là đây, là đến đây là mình cũng là biết bao nhiêu ngàn người biết xe tự nhiên cái duyên để cho mình gặp nhau thì dù sao đi nữa ai cũng đã bừng gãy gánh rồi, bước đi rồi thì bây giờ mình sẽ bước đi cho dựng trở lại cái cầu nối của mình, cái cầu nhịp cầu của mình nó thật tốt chắc hơn. Anh mong em hiểu điều đó. Để giữ đi, giữ đi. Chị nói đi, chị nói gì đi, cảm thấy sao với người đàn ông đối diện nè? Nói cảm thấy cũng ấm áp. Ấm áp ha. Nhưng mà em mất ước lắm. Nhà mà anh đừng có la lớn không, mà không, được. Không, tính anh không bao giờ nói ấy. Buồn là thí dụ giờ ở la buồn anh có cái phòng karaoke anh làm vô anh hát mình. Vậy trời hả? Vậy là hay hát lắm hả anh? Vậy chơi luôn anh ơi. Bây giờ lên chương trình thôi hát một đoạn bài yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã yêu em từ lâu, yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây, yêu em cho đến khi em ông thôi làm mặt, cho thì loài chim quên lối bay. Nói chung là điều này hơi bị luôn, nó bị mất. Nói chung là vậy đó. Thì hát bài đi, hát cho anh nắm tay, đừng có buông, nắm hồi đi, từ từ buông ra. Em không có nhớ bài hát. Hả? Không có hát được. Chị mắc cỡ. Người con gái nhút nhát mà. Bây giờ nói cho chị yên tâm nè. Giang nói bây giờ cho dù đi đâu, làm gì bất kể đâu, nói đúng cái gì anh suy nghĩ tới nha. Linh chỉ nói nội dung đơn anh muốn nói sao nói, nhưng mà đại khái là nói chị yên tâm là cho dù là em ở đâu anh, nếu mà em đồng ý anh gì đó anh sẽ đến tận nơi, anh sẽ lo cuộc đời cho em, không chỉ thế mà bảo bọc cho con của chúng mình nữa. Thí dụ vậy. Cái điều đó thì mình chỉ cần nói qua thể hiện thôi. Và cái tính cách sống thì mình nhìn nhau thôi. Cái lời nói là cũng đã nói là mình sống vì nhân cách chứ không phải sống vì cái bản thân mình, hay sống cho mọi người thì nó vẫn tốt hơn. Còn sống cho bản thân mình thì dễ lắm, có 20.000 là ăn đủ rồi, không cần làm nhiều. Anh hứa lo cho em gì đó. Nói cho yên tâm thôi. Vậy là cái trách nhiệm là mình đồng ý rõ ràng. Bây giờ vẫn còn đang băn khoăn điều gì đó. Chị còn băn khoăn điều gì không? Con em cũng là con anh sẽ lo được tất cả, tại vì mình thương mẹ phải thương con, nó cái hạnh phúc gia đình nó mới dồi dào. Thì con gái nó lớn lên nó mới hiểu được nó mình như thế nào. Rồi về vị trí anh, chị suy nghĩ cho kỹ nha, những cái gì mà bên nhà trai nói là thật lòng đó, nói từ đáy lòng luôn đó. Quan trọng là nhà gái quyết định thôi, bên nhà trai là thật lòng lắm rồi đó, muốn tiến tới luôn, muốn về phú giáo luôn, muốn lo cho mẹ lo cho con luôn. Đúng không Giang? Dạ. Rồi anh để tay vào nút bấm đi. Em mời chị. Bên là trái.
mình thích thì mình bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Em rất là tin tưởng vào những lời nói của anh Giang. Em tin đây là một người đàn ông rất là thật lòng. Và khi anh đến với chương trình cũng là với một cái sự rất tin tưởng, rất tin tưởng và an tâm ở chương trình. Thì cho nên là em cũng rất mong hai anh chị sẽ cho nhau một cái cơ hội, và biết đâu rằng người đàn ông này sẽ mang đến cho chị rất là nhiều hạnh phúc, bù đắp lại cho được cho chị tất cả những cái tổn thương mà chị đã từng trải qua. Và bây giờ thì hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng anh chị. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chính thức chúng ta đã đồng ý những cái gì mình trao đổi, những cái quan điểm từ nãy giờ. Hy vọng rằng hai cái quan điểm sẽ hợp nhau nhanh nhất, sớm nhất có thể. Hy vọng rằng mình sẽ tiến về phú giáo. Đó là điều dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Mình phải tập trung một hướng thôi chứ. Không đó. Anh xin phép em nha. Thấy không, người có kinh nghiệm hung là người ta gọn lắm, ta lấy cái tay để cái mặt vô là khỏi chạy cái mặt đi đâu được. Còn hai cái bạn hồi nãy không có kinh nghiệm hung gì cả. Rồi, chúc cho anh chị sẽ sớm về chung một nhà nha. Cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn Quỳnh Linh nha. Dạ. Lan sẽ có một ngày tôi sẽ mời Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Thôi nha anh. Đó, okay. Ngày vui của anh chị đúng là rồi. Hãy mời Quỳnh Linh và Ngọc Lan nha. Bánh mì đãi Quỳnh Linh là được rồi. Đãi nguyên bánh mì không đủ một bánh hết.